Alo, alo. Alo là Ola. Mới cài Win 11. Anh bây giờ phải cài lại mấy cái phần mềm. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mấy bạn cái một cách cài một cái phần mềm về vẽ khuôn bế của Handpad. Nó tên là Bắc Kinh. Đi sai heo đeo bạc. Brinet Bắc Kager Designer của Helmut. Này là cũng một cái cạc tun. Nó để vẽ không bé cũng mạnh ha. Rồi việc như chúng ta vẽ bằng Illustrator, Corel, AutoCAD, AutoCAD, ABC, XYZ, vân vân. Thì chúng ta có thể vẽ bằng cái thằng Bắc Kager Design này ha. Thì chúng ta có thể download free cái gì ở trên trang chủ này, nhưng mà cái này là download về là nó bản demo tốn phí nha. Thì mình sẽ mình có tải trên Facebook á. Mấy bạn lên tìm tao về ha. Facebook chế bản in ấn. Bản in ấn Facebook. Đây. Chứ bạn không thích bạn. Cái này là bắt cái ghê design nè. Bạn đây là bạn rắc ha. Rất lậu á. Mình tải trên Google. Cái bạn trên Google search là nó ra. Mình có để link này mấy bạn không thì mấy bạn tải đây về cũng được. Mà bản này là bản 17.0 ha. Cái design. Để nó tải gọn 5-6 phút vậy ạ. Nhạc nhóm lên nghe xíu rồi. Chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc.
nào dữ vậy? 960 mà. Ok, sao father. Tải không chưa? Tải xong rồi bạn. 983 mà. Dạy nén ra ha. Cài pin da đó. Pin ra 64 bits. Rồi, giải nén ra ha. Áp trắc. Ó bệnh. Ó bệnh vít. Rê. Cái bát. Bát quạt. Bát này mấy bạn nhắn tin vô Facebook cho mình gửi nha. Facebook với Zalo gì đó. Nhắn mình gửi cho. Bữa đặt bát cho nó an toàn. Rồi giải nén ra nó sẽ được lấy file về. Đây xuất lập mà. Cài đặt. Đầu tiên nó có file hướng dẫn không? File hướng dẫn nè. Mình cài cái này trước đi. Aeroplacement môi trường. Yes. Ok. Net. ABC cái Z gì đó. Bản quyền IAPSEP mà. Net luôn, standard mode hả? Net. 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 Finish. Tiếp theo là cái Bakage Design Set Up Run Heading Bitter. Get.
ngôn ngữ language English. Linh sinh, tôi đồng ý. Bắt cá gần để sai, cá gần để sai, đi mà kết. Rina sai sna, đi sai, đi mà kết sna, cái lúc sẽ cho con nát sna nộp. Rina bắt cá gần để sai sơ vợ. Chọn cái nào đây? Chọn cái đầu đây. Net. Net. Không ngữ tiếng Anh. Đơn vị mm. Net luôn. Net. High vanity. The last match try. Let là trái. Yes. BDF. ABS. Arilo. Định dạng phai ô trợ net kép data grand location net rồi để nó cài ha, chờ đợi tiếp, chờ đợi là phút. Ok. Insert complete hoàn thành. File này create tab. Rồi. Này là phần mềm mà lậu, về nó rất rất lậu. Các thì cài tiếp cái link server vô. Trình.
chết. Cái đây ngôn ngữ à, chọn ngôn ngữ tiếng Anh. Welcome Harry Bat Renate Quincy Net. I upset Link server, Link master, Session driver. Ok, Net. Choose name. Cho nó vô local system luôn ha. Net. Net tiếp. How the bat Renat Clinton come let finish. Tiếp theo. Tiếp theo làm gì đây? Quay lại. Vô cái bát ha. Start renamed get step successfully là hoàn thành đó. Quay lại ha. Vô cái link file copy cái này ha. Copy chicken motor của xe program 86 audio batch benzine bring ma server bát vô đây hả bát. Permission. Ok, continue. Đây là link trên link major. Bắt vô đây luôn hả? Replay hả? Continue hả? Rồi. Quay lại đây. Bắt chạy cái start này ha, chạy nó khởi động cái server lên ha. Rồi chạy cái file này ha, image ha.
qua cái leasing asset này lên à à linky để mình lấy cái linky á. Linky ở trong này nó mình quên bỏ vô rồi, mình bỏ linky vô, nó linky vào. Cái này mấy bạn tìm trên mạng nó không có đầy. Xin nói là bắt cây design vậy ha. Cấp cái link này nhỏ thôi. Xe. Về ha. Link ha. Vào ha. À, nó lên rồi nào, bên mình là bệnh viện ok rồi đó, chạy thử ha. À, ok, đây là giao diện của Bacchae Design ha. Này mình tạo một cái rosak mới. Thì thằng này nó vẽ cung bế cũng ok lắm, nó cũng có thư viện rồi. Trong này nhiều lắm. Các bạn cứ tìm hiểu thêm. Thì hôm nay mình chia sẻ về cái cách cài đặt thôi, còn cái sử dụng nó như thế nào thì anh em tìm hiểu thêm à. Mình cũng mới tìm hiểu nó nên cũng chưa có rành lắm. Đại loại là nó vẽ con bé rồi dựng 3D ok. Để anh game cứ thử đi, hôm nào mình làm chiều mình làm video tiếp. Thì cách cài đặt đó như vậy ha, nên cài cho dư mày còn thêm ok. Bye bye anh em ạ. Anh em mà cái cài mà có tắt khói không được thì cứ nhắn tin vô Facebook của mình. Biết cái gì mình cũng chia sẻ cho.
bye.